võ thuật Liên đoàn Xiếc Việt Nam được đặt tại Liên đoàn Xiếc Việt Nam 6769 Trần Nhân Tông. Và hôm nay chúng ta sẽ đến với bộ môn ảo thuật. Tiếp theo nữa chúng ta sẽ khám phá những sợi dây này. Chúng ta nhìn thật kỹ. 1, 2. Ok, rất dễ, đúng không nào? Chúng ta có thể dọa, vừa chơi vừa dọa tất cả mọi người với những cây gậy như này. Khăn biến thành gậy, rất dễ. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ khám phá bộ môn này nhé. Chúng ta xoay lại, rất dễ thôi. Nó sẽ nhỏ gọn và xinh xắn như thế này. Đúng chưa? Cái này chúng ta có thể nhét ở trong túi. Và chúng ta khi biểu diễn, chúng ta cầm móng tay vuốt lại và cầm tay như này. Đúng chưa? Và chúng ta chỉ cần việc để 1, 2 lên. Wow, bắn rất mạnh. Các bạn có thấy không? Bắn rất mạnh, nhưng chúng ta rất an toàn. Chúng ta có thể thấy không khác gì dân chuyên nghiệp luôn. Những cái gậy chuyên nghiệp bắn cũng, chúng ta có thể thấy đây những chiếc gậy chuyên nghiệp này, bằng sắt, bằng thép không gì, đúng không? Và đối những vật dụng đồ chơi như thế này, chúng ta có thể đi chơi bất cứ nơi đâu, bất cứ nơi nào. Đến các tiệc liên hoan chúng ta có thể biểu diễn được ngay. Đến các cuộc hội họp, trà đá chém gió, trà chanh chém gió, chúng ta có thể biểu diễn được ngay. Đúng, 1, 2, rất ấn tượng, đúng không ạ? Ok, quay này, có cứng nhắc không ạ? Rất dễ. Mà cái này bằng nhựa nhá, lưu ý là cái này bằng nhựa nhá. Còn cái chuyên nghiệp chúng ta nhìn thấy cực kỳ, đúng không? Chuyên nghiệp là gậy bằng sắt, bằng thép không gì, rất nặng. Những hàng chuyên nghiệp này dành cho những ảo thuật gia chuyên nghiệp chúng ta có thể thấy biểu diễn ở trên sân khấu, đúng không? Đây, và rất đơn giản, bấm lại, nhìn kỹ nhá. Ok, rồi nhìn kỹ lại nhá. Chúng ta sẽ đưa lên đằng trước. Những chiếc gậy này chúng ta sẽ có nhiều thủ thuật để chúng ta làm. Và đối với ảo thuật gia chuyên nghiệp, họ ghép bài, đúng là chúng ta có thể giấu ở bất cứ nơi đâu. Bấm. Ok, đúng chưa? Rồi, xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào video clip sau nhé.